Nhưng bên chúng tôi là một trong những nhà hàng được Ủy ban thị xã Cửa Lò cấp danh hiệu nhà văn minh từ năm 2013. Đến nay chúng tôi không ngừng nỗ lực và phát triển để góp phần xây dựng một du lịch thị xã Cửa Lò xanh, sạch, đẹp, thân con người. Cửa Lò thân thiện đến khách, mỗi lần du khách trở về đến với nhà hàng chúng tôi cũng như đến với du lịch Cửa Lò nói chung là sẽ tạo được những cảm giác thân thiện đến khách và an toàn.